Cô chào tất cả các em học sinh lớp 4 của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Cô rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào tiết học tiếp theo của môn tin học. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề 14, bảng và biểu đồ. Mục tiêu của bài học này là giúp các em có thể chèn bảng, biểu đồ vào trang trình diễn và em có thể chỉnh sửa và trang trí theo ý thích. Chúng ta đi vào hoạt động đầu tiên, tìm hiểu kiến thức. Chèn bảng. Cũng như trong Microsoft Word, em có thể chèn bảng vào slide của phần mềm Microsoft PowerPoint như sau. Cách 1. Chọn thẻ Insert trong nhóm Table. 2. Chọn Table và rê chuột kéo theo khung lưới đủ số cột và dòng cần thiết. Nếu như số cột số dòng mà em cần tạo nhiều hơn số cột số dòng có trong khung lưới thì em sẽ sử dụng cách 2. Chọn Insert Table. Nhập số cột số hàng. Number of column là số cột, number of row là số hàng. Sau khi nhập số cột và số hàng thì các em nhấn vào OK để hoàn tất. Cách 3. Em có thể chọn vào biểu tượng table trên bố cục slide. Sau khi chèn bảng vào slide thì chúng ta sẽ định dạng bảng như thế nào? Khi chúng ta chèn bảng vào slide thì trên thanh report sẽ xuất hiện thêm hai thẻ, đó là design và layout trong table tool. Một, chọn thẻ design hoặc layout trong table tool. Tại thẻ design, nhóm Table Style dùng để chọn loại bảng. Siding là màu nền. Border là viền bảng. Round Table là kẻ khúc. Eraser là xóa viền. Tại thẻ Layout, Delete là dùng để xóa cột, dòng, bảng. Tại nhóm Row and Column là dùng để chèn cột, dòng. Merge là dùng để tách hoặc gập các ô. Tại nhóm Cell Size là chỉnh cột, dòng. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh độ rộng của cột và dòng. Alignment là căn lề hướng văn bản. Nhóm Table Size là kích thước bảng. Arrange là sắp xếp trong bảng. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, chèn biểu đồ. Biểu đồ cho phép em biểu diễn dữ liệu rõ ràng và đẹp mắt hơn. Cách biểu diễn thông thường bằng số, em có thể chọn một trong hai cách để chèn biểu đồ vào slide như sau. Cách 1. 1. Chọn thẻ Insert. 2. Trong nhóm Illustration, chọn Tab. Cách 2. Chọn Insert Tab trên bố cục
digital and content. Trong học thoại Insert Chat, column là biểu đồ dạng cột, line là biểu đồ dạng đường kẻ, pie là biểu đồ dạng bánh hình tròn, bar là biểu đồ dạng thanh. Ngoài ra chúng ta sẽ còn các dạng biểu đồ khác, thì các em sẽ tìm hiểu cho cô nhé. Sau khi chọn biểu đồ mà em thích rồi thì sau đó các em sẽ chọn vào OK để hoàn tất biểu đồ. Điều chỉnh nội dung và số liệu biểu đồ. Một, nhấp chuột vào biểu đồ. 2. Cho thẻ design. 3. Trong nhóm data, chọn edit data. Lúc này, một án dữ liệu sẽ xuất hiện. Dữ liệu này là một trang dữ liệu của Microsoft Excel. Bốn, điều chỉnh nội dung và các số liệu trong trang dữ liệu. Nếu như các em thay đổi số liệu của trang dữ liệu này thì biểu đồ của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Chúng ta qua hoạt động tiếp theo, trải nghiệm. Phần này các em sẽ làm vào sách giáo khoa trang 55 và 56. Các em hãy dừng bài dịch lại và trả lời cho cô phần này chút nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau số bài. Bây giờ chúng ta sẽ số bài nhé. Câu 1. Đối tượng nào sau đây không phải là một đối tượng trên slide? Đó là đáp án slide. Slide không thể là đối tượng của slide được. Câu 2. Để đưa một đối tượng vào slide, ta dùng thẻ lệnh nào sau đây? Đó là thẻ Insert. Câu 3. Công cụ chèn biểu đồ thuộc nhóm nào trong thẻ Insert? Đó là Illustrations. Hoạt động thực hành. Câu 1. Quan sát hình minh họa và điền vào chỗ trống. Bảng điểm có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột? Các em hãy quan sát và điền vào cho cô phần này ở sách giáo khoa, hoạt động 3, trang 56. Câu 2. Em tạo và trình chiếu một slide như hình bên nhé và định dạng tương tự như slide mẫu. Và phần này các em sẽ làm vào sách giáo khoa, làm vào máy tính nếu có nhé. Hoạt động khám phá và chia sẻ. Câu 1. Em tạo thêm một slide và chèn một biểu đồ dạng cột column. Thay đổi nội dung và số liệu trong trang dữ liệu như sau. Ở phần này, các em sẽ làm vào máy tính. Tiếp theo, câu số 2 của hoạt động 3 nhé. Câu 2. Sau khi hoàn thành biểu đồ, nếu có nhu cầu chỉnh sửa lại số liệu, em sẽ làm như thế nào? Và câu này các em sẽ làm vào sách giáo khoa trang 57.
Các em hãy dừng máy tính lại và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ở câu số 2 nhé. Để chỉnh sửa lại số liệu của biểu đồ thì chúng ta sẽ làm như sau. 1. Nhấp chọn biểu đồ. 2. Chọn thẻ Excel. 3. Chọn Edit Data trong nhóm Data. 4. Và chỉnh sửa số liệu. Hoạt động em có biết. Em có thể thay đổi kiểu biểu đồ bằng một trong hai cách sau. Cách 1. Nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn Change Style. Cách 2. Trong chặt chôn, thẻ design, nhóm chai, chọn trên chặt chai. Biểu đồ dạng line thường được dùng để so sánh dữ liệu có xu hướng liên tục. Câu hỏi ôn luyện. Câu 1. Em hãy cho biết nhóm nào tại Ribbon của thẻ Insert trong Microsoft Mobile cho phép dành Table vào trình chiếu. A. Tables. B. Image. C. Illustration. D. Link. Vậy đáp án của câu này sẽ là đáp án. Table. Câu 2. Em hãy cho biết nhóm nào tại Ribbon của thẻ Insert trong Microsoft Mobile cho phép chèn biểu đồ vào trình chiếu. A. Tables. B. Image. C. Illustration. D. Link. Vậy câu 2 sẽ là đáp án. C. Illustration. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào các em.